Thưa quý vị, năm học 2021-2022 đã đi được hơn 3/4 chặng đường. Đây là năm học thứ hai ngành giáo dục và đào tạo triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trước những khó khăn chung do COVID-19, ngành giáo dục đào tạo thành phố Đà Nẵng đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả chương trình. Trở lại trường học từ cuối tháng 2, sau hơn một học kỳ học trực tuyến, đến nay học sinh lớp 1 đã quen dần nền nếp, được thầy cô giáo hệ thống lại kiến thức. Là năm thứ hai triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở khối lớp 1, nên giáo viên có nhiều kinh nghiệm, áp dụng được các phương pháp kỹ thuật dạy học, định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Thì bản thân tôi thì tôi dạy lớp 1 cũng nhiều năm và cũng tiếp cận được cái chương trình mới. Và mỗi em là có mỗi cái tư duy nó khác nữa, cho nên cũng có những một số em chậm. Nhưng mà nhà trường cũng đã triển khai và giáo viên cũng đã có kế hoạch để phụ đạo những em. Tuy đã trở lại trường học trực tiếp, nhưng việc hạn chế nhiều hoạt động do COVID-19, học sinh tiểu học vẫn chưa học bán trú, cũng ảnh hưởng khá lớn đến việc triển khai một số môn học của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã chủ động trong việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình phù hợp với bối cảnh dịch bệnh. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì đối với đội ngũ cán bộ giáo viên thì chúng tôi đã được tập huấn xuyên suốt thường xuyên, nắm lĩnh hội đầy đủ cái kiến thức kỹ năng về giáo dục. Tuy nhiên thì cái việc vừa dạy trực tiếp với vừa dạy trực tuyến thì nó cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến cái việc đảm bảo chất lượng cho các em, và chúng tôi cũng phải đưa ra những cái biện pháp, cái phương pháp dạy học tốt nhất truyền đạt đến các em để các em không bị hỏng kiến thức, đặc biệt là đối với lớp 1, lớp 2. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 áp dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022-2023. Các cơ sở giáo dục tại Đà Nẵng cũng đang trong quá trình lựa chọn sách giáo khoa. Tại buổi làm việc mới đây với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn một lần nữa nhấn mạnh mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tin tưởng thành phố Đà Nẵng sẽ là địa phương đi đầu trong việc thực hiện có hiệu quả chương trình. Có thể nói là trong các cái đợt cải cách giáo dục, đổi mới giáo dục thì cái lần đổi mới này đối với phổ thông đây là cái lần đổi mới mà tôi nói là kể cả cái chiều sâu, cái quy mô, cái tốc độ, cái thách thức là đều chưa từng có. Cho nếu như mà về phía thành phố không có một cái kế hoạch không chỉ cho một năm mà cho cả 3-4 năm sắp tới mà có những cái lên cái phương án chuẩn bị nguồn lực về cơ sở vật chất, về giáo viên, về các nguồn lực khác không tập trung cao độ thì rất khó làm được. Hiện nay như nhiều tỉnh thành khác, Đà Nẵng cũng đang gặp khó khi thiếu nguồn tuyển giáo viên tin học, tiếng Anh, tiểu học và trung học cơ sở, môn nghệ thuật, âm nhạc, mỹ thuật ở cấp trung học phổ thông. Một số trường chưa đáp ứng về cơ sở vật chất, sĩ số học sinh, vì vậy cần có sự tính toán đầy đủ các phần việc cho các năm học tiếp theo. Từ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cũng như nhiều điều kiện khác cho năm học 2024-2025, nằm triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp lớp cuối cùng.